Hoàn Châu Cách Cách được remake, Cúc Tịnh Y chắc suất đóng chính. Đây được coi là phiên bản thứ tư của bộ phim cổ trang đình đám sẽ được đổi tên thành Có một cô gái tên Hoàn Châu. Mới đây, Trang Sina vừa công bố danh sách các tác phẩm điện ảnh sẽ được làm lại thành phim chiếu mạng, trong đó có Hoàn Châu Cách Cách. Đây được coi là phiên bản thứ tư của bộ phim cổ trang đình đám sẽ được đổi tên thành Có một cô gái tên Hoàn Châu do Tencent Pictures mua bản quyền sản xuất và phát hành. Theo đó, bộ phim dự kiến dài 38 tập và phát triển theo hai hướng nữ chính, Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vi. Thông tin tuyển chọn diễn viên đã được công bố với yêu cầu tuổi trên 18, ngoại hình bắt mắt, có khả năng diễn xuất, thu hút sự chú ý của công chúng. Khán giả Trung Quốc chia làm nhiều ý kiến khi Hoàn Châu Cách Cách trở lại. Một số người thích thú với ý tưởng tìm kiếm những gương mặt mới, có tài năng diễn xuất. Bên cạnh đó, có không ít người cho rằng khó tìm thấy người vượt qua cái bóng của Triệu Vy khi thể hiện vai Tiểu Hiến Tử. Có nguồn tin tiết lộ, Tencent Pictures đã chấm Dương Siêu Việt và Cúc Tịnh Y vào vai hai nàng Cách Cách. Hàng loạt ý kiến phản đối bùng nổ trên mạng xã hội. Cư dân mạng cho rằng Dương Siêu Việt và Cúc Tịnh Y đều là những mỹ nhân si bít, nhưng diễn xuất thì thua kém Triệu Vy và Lâm Tâm Như một trời một vực. Có thể thấy, vai diễn trong Hoàn Châu Cách Cách như Donnie đóng giày cho Triệu Vy và Lâm Tâm Như. Và cũng nhờ bộ phim mà hai diễn viên mới trở thành siêu sao hạng A nổi tiếng trong và ngoài nước. Vì vậy, các thế hệ sau sẽ rất khó để vượt qua hai cái bóng lớn này. Đặc biệt, hai người đẹp 9X còn nổi tiếng là những bình hoa di động, biểu cảm nghìn năm như một khiến khán giả nhiều lần ngán ngẩm. Nhiều fan ruột còn gay gắt lên tiếng, nếu chọn hai mỹ nhân này thì sẽ không xem phim, vì không muốn nhìn thấy bộ phim gắn liền với tuổi thơ của mình bị hủy hoại. Có khán giả đã đề xuất Dương Tử vào vai Tiểu Yến Tử vì trong dàn các diễn viên trẻ hiện tại, Dương Tử là người đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tuyển chọn của nhà sản xuất. Ngoài ra, nữ diễn viên trẻ cũng từng tiết lộ bản thân cô là một fan cứng của Triệu Vy và Hoàn Châu Cách Cách, từng xem đi xem lại rất nhiều lần. Tuy vậy, cũng có không ít ý kiến tỏ ra không hài lòng và luôn lấy én nhỏ Triệu Vy ra làm tiêu chuẩn so sánh. Bên cạnh đó, Đàm Tùng Vận cũng được đặt lên bàn cân để cất nhắc. Với thành công của bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà cùng các dự án cổ trang đình đám như Cẩm Y Chí Hạ, Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Đàm Tùng Vận hiện đang là một cái tên sáng giá của điện ảnh Trung Quốc. Nội dung phim kể về hai cô gái Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vi tình cờ quen nhau rồi trở nên thân thiết như chị em ruột. Do hiểu lầm, Tiểu Yến Tử bỗng chốc trở thành công chúa của vua Càn Long, vị trí vốn dĩ thuộc về Tử Vi. Từ đó, nhiều câu chuyện ly kỳ và hài hước xung quanh cuộc đời của hai cô gái đã liên tiếp xảy ra, khiến hoàng cung náo loạn, vua cha phải đau đầu. Trước đó, hai diễn viên Huỳnh Dịch và Lý Thạnh từng thử sức vai Cách Cách đến từ dân gian này trong Hoàn Châu Cách Cách 3 và Tân Hoàn Châu Cách Cách nhưng đều thất bại, thậm chí vai diễn còn trở thành điểm đen trong sự nghiệp của họ. Do đó, bộ phim vừa là cơ hội nhưng cũng là thử thách lớn cho những người muốn thử sức. Một số bình luận từ cộng đồng mạng: hãy để yên cho Triệu Vy của Mỹ, mẹ Dương Tử đem cất tù liền. Hóng remake mấy phim nặng đô như Mùa Quyết 9 hay Cao Lương Đỏ chẳng hạn, lúc đó không biết các tiểu sinh tiểu đán có dám đi casting không nhỉ? Ủa, dạo này hết kịch bản rồi hay sao mà lại đòi đi remake tác phẩm này? Thôi đừng, không ai có thể vượt qua cái bóng của Triệu Vy và Lâm Tâm Như đâu. Dạ, thay vì tốn thời gian làm lại thì chiếu lại bản của Triệu Vy có khi tỷ suất người xem lại cao hơn á. Trước làn sóng phản đối của dư luận, nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Nhắc tới Hoàn Châu Cách Cách, tất cả khán giả Trung Quốc và hàng triệu người xem châu Á đều biết đến bộ phim này. Phần 1 của phim được ra mắt lần đầu vào tháng 4 năm 1998 tại Đài Loan. Đến tháng 10 năm 1998, chiếu trên đài Hồ Nam thu mức rating trung bình 47%, cao nhất là 62,8%. Vì sự thành công bùng nổ của bộ phim, nữ sĩ Quỳnh Dao đã ngay lập tức thực hiện phần 2, đạt rating trung bình 54%, cao nhất 65,95%, trở thành tác phẩm có lượng người xem cao nhất trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc. Phim thường xuyên được chiếu lại vào mùa hè trên đài Hồ Nam, vừa được coi là bảo vật chấn đài. Cũng nhờ sự thành công của phim, Triệu Vy trở thành thần tượng quốc dân. Đến nay, các nghệ sĩ tham gia Hoàn Châu Cách Cách như Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Châu Kiệt, Trương Thiết Lâm, Đới Xuân Vinh vai Hoàng Hậu, Lý Minh Khải vai Dung Mama vẫn được công chúng quan tâm.